Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi 59 phút nha. Khi mà game nó cập nhật bảo trì sửa lỗi không cho mình fetch IP nữa thì làm sao để mình vô được, thì các bạn hãy xem video của mình nha. Thì các bạn chỉ cần vô game xong, khi mà gặp cái lỗi đó thì các bạn thoát ra, thoát ứng dụng đó ra luôn rồi vô lại. Nếu mà lại thấy nữa thì cứ làm liên tục cho đến khi nào vô được thì thôi. Hên thì 2-3 lần thì các bạn sẽ vô được. Còn nếu mà ai lá xui thì khoảng chục lần thôi, ở đó là có thể vô được game. Chỉ cần bạn có tính kiên trì là bạn sẽ được vô game để chơi thôi. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy hay và video hướng dẫn của mình là đúng thì hãy cho mình xin một like và một sub nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.